Em chào sếp. Cô đang làm gì vậy? Đã nói vào game thì tặng thần trang, còn cái này á là... Sếp thôi đi, em có mù đâu. Đương nhiên là em biết lúc mới vào game sẽ tặng thần trang. Ai bảo sếp nhanh mồm nhanh miệng, em đang sửa đây còn gì. Cái tỷ lệ phần trăm nó cũng... Cũng làm sao, tăng cao. Em sửa lên tới 100 rồi, sếp còn muốn tăng nữa. Sếp giỏi, sếp sửa lên 200 cho em đi. Người chơi nói á. Nói cái gì, tăng cao, tặng thần trang tận cả VIP. Sếp rảnh thì đi xem người chơi còn nói những gì. Ở đây đôi có với em làm cái gì chứ.